Thưa quý vị và các bạn, gặp gỡ Việt Nam 2013 đang diễn ra tại tỉnh Bình Định từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8 đã thu hút sự chú ý của giới khoa học cũng như người dân Việt Nam với sự có mặt của 5 nhà khoa học đạt giải thưởng Nobel. Tại đây, các nhà khoa học đã thảo luận những vấn đề quan trọng của vật lý thế giới như vật lý hạt nhân, vật lý thiên văn và vũ trụ. Qua đó, các nhà khoa học cũng đã mang đến những góc nhìn mới về vấn đề nghiên cứu cơ bản. Giáo sư Sheldon Glashow, người Mỹ, từng đoạt giải thưởng Nobel vật lý năm 1979. Trước đây, ông chỉ biết đến Việt Nam là một đất nước xa xôi với cuộc chiến tranh khốc liệt. Lần đầu tiên ông tới đây để tham gia gặp gỡ Việt Nam 2013, ông rất ấn tượng về con người và văn hóa Việt. Tuy nhiên, giáo sư Glashow cho rằng nền khoa học công nghệ Việt Nam chưa được biết đến nhiều. Cho đến nay thì tôi hầu như không biết đến nhiều nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực vật lý. Dường như Việt Nam vẫn chưa có tên trên bản đồ vật lý của thế giới. Có lẽ điều duy nhất, hoạt động duy nhất mang tính quốc tế đó chính là khoa học. Tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ không phát triển nền khoa học của Việt Nam mà hãy phát triển một nền khoa học mang tính quốc tế. Trong hội thảo quốc tế với chủ đề Các cửa sổ nhìn ra vũ trụ, ông đã có một bài thuyết trình quan trọng về vai trò của nghiên cứu cơ bản để tạo ra những bước đột phá trong công nghệ, mang lại lợi ích cho nhân loại. Đây cũng là vấn đề mà theo ông, nhiều quốc gia đang phát triển như Việt Nam chưa chú trọng. Trước đây tôi đã từng trao đổi với một số đại diện của cộng đồng châu Âu, những người quyết định tài chính cho khoa học. Họ cho rằng khoa học phải có tính thị trường, có tính thương mại, nghĩa là chúng ta phải làm ra những thứ mà có thể bán được. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Khoa học không thể chỉ đi theo hướng đó được. Nghiên cứu cơ bản phải là nền tảng, là sự khởi đầu. Bạn không tiến tới tạo ra những sản phẩm thương mại hóa được nếu như không có nghiên cứu cơ bản. Lấy ví dụ trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý nano của mình, giáo sư Phong Kissing, người Đức, đoạt giải thưởng Nobel vật lý năm 1985 cho biết, chính những phát hiện mới trong phần tử siêu nhỏ bé đã tạo ra nền tảng cơ bản cho những cải tiến công nghệ không ngừng. Ông cho rằng nghiên cứu cơ bản sẽ là sự lựa chọn nhiều thách thức. Bạn biết đấy, khoa học cơ bản không phải là cái gì có thể thấy ngay được, mà nó cần nhiều thời gian hơn 5 năm và thậm chí là lâu hơn nữa. Điều này cũng tạo ra những áp lực về mặt tài chính bởi khi bạn đầu tư tiền, bạn rất nóng lòng muốn nhìn thấy kết quả. Nhưng về dài hạn, nó sẽ tạo ra một nền tảng tri thức cho những ứng dụng vô cùng rộng lớn. Theo các nhà khoa học, đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam với nguồn ngân sách còn hạn chế, thì cần có những định hướng tập trung cho việc nghiên cứu cơ bản song song với nghiên cứu ứng dụng. Hãy tìm kiếm và thu hút những cá nhân xuất sắc cho lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và tạo cho họ sự tự do trong sáng tạo và nghiên cứu tạo ra một nền tảng văn hóa khoa học. Bên cạnh đó vẫn có những mối liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực ứng dụng cho những tri thức mới, những phát hiện mới. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển toán học đến 2020, thành lập viện nghiên cứu toán cao cấp do giáo sư Ngô Hoài Châu và một giáo sư trong nước làm đồng viện trưởng. Sắp tới thì Chính phủ cũng sẽ xem xét phê duyệt tiếp cái chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển vật lý và cũng sẽ có những cái đầu tư thích đáng cho một số lĩnh vực nghiên cứu cơ bản khác. Trao đổi về nhiều chủ đề về vật lý, về nghiên cứu cơ bản vẫn còn đang tiếp tục tại gặp gỡ Việt Nam 2013. Đây là một cơ hội cho giới khoa học và quản lý của Việt Nam tiếp cận với những góc nhìn mới của thế giới. Thưa quý vị, Cục An toàn Thực phẩm vừa công bố kết quả giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm bún, bánh phở, bánh canh tươi. Sau hiện tượng một số chủ cơ sở sản xuất bún gian dối có sử dụng chất tinopan trong sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả của Cục An toàn Thực phẩm, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2013, tại Hà Nội không phát hiện ô nhiễm qua giám sát 24 mẫu tại 12 chợ trung tâm. Tại Tây Ninh, phát hiện mẫu bột hóa chất được xác định là hóa chất màu huỳnh quang tinopan tại hai cơ sở sản xuất bún. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, phát hiện có hóa chất màu huỳnh quang tại một cơ sở sản xuất và chất tinopan trong một mẫu bún. Tại thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 6 mẫu sản phẩm gồm bún tươi, bánh phở, bánh hỏi của 3 cơ sở sản xuất có chứa tinopan, axit oxalic là hóa chất công nghiệp không có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế và natri sulfit là chất có trong danh mục cho phép của Bộ Y tế nhưng vượt mức cho phép. Hộ kinh doanh Hoàng Thành, địa chỉ 751/40H/15 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, có 4 mẫu vi phạm. Hộ kinh doanh Phương Dung, địa chỉ 71/486E Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, có 1 mẫu bún bò có chứa tinopan. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Tường, địa chỉ 38/73 đường 50, phường 14, quận Gò Vấp,
có một mẫu bánh phở có chứa axit oxalic. Tại Cần Thơ phát hiện 2 trên 36 mẫu có chất tinopan và một mẫu hóa chất tinopan dạng bột, một mẫu dung dịch hương nếp có tinopan. Tại một số tỉnh, thành phố khác như Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Yên Bái, Bắc Cạn và Lào Cai đều không phát hiện mẫu nào bị ô nhiễm tinopan. Hiện các tỉnh, thành phố khác vẫn đang tăng cường giám sát, lấy thêm mẫu và kiểm nghiệm chất tinopan. Trở lại với vụ việc nhân bản phiếu xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Theo kết quả điều tra ban đầu từ Công an thành phố Hà Nội, các phiếu xét nghiệm khống nhằm mục đích thanh toán lấy tiền bảo hiểm y tế chuyển về bệnh viện. Để làm rõ thêm thông tin, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Lương Sơn, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn trên truyền hình thông tấn. Thưa ông, sau kết luận sơ bộ ban đầu từ phía Công an thành phố Hà Nội về vụ việc nhân bản phiếu xét nghiệm tại Bệnh viện Hoài Đức Hà Nội với mục đích là khai khống bảo hiểm y tế, về phía Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì có ông ý kiến như thế nào trước vụ việc này ạ? Thực ra thì cái thông tin này đã được Bảo hiểm xã hội Hà Nội báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ tháng 5. Và chúng tôi đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội rà soát lại toàn bộ chi phí liên quan đến xét nghiệm của quý 1, quý 2 năm 2013. Thậm chí là rà soát lại cái chi phí của các loại xét nghiệm đó vào năm 2012, 2011. Bước đầu ấy thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận định đây là một trong những biểu hiện rất là điển hình của việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Chúng tôi đang yêu cầu Bảo hiểm xã hội Hà Nội phân lập là trong đó có bao nhiêu hồ sơ được gọi là khống để thanh toán với quỹ bảo hiểm y tế. Nếu có những cái hồ sơ đó thì cái hậu quả của nó cũng sẽ đỡ hơn, bởi vì nó chỉ tổn thất về mặt tài chính cho quỹ bảo hiểm y tế thôi. Thế còn có bao nhiêu hồ sơ mà có người bệnh thật mà làm xét nghiệm nó chưa hết trách nhiệm của nhân viên y tế thì cũng cần phải có ý kiến với cơ sở khám chữa bệnh để có thể làm lại cái xét nghiệm đó để định hướng điều trị, và cái quan trọng nhất là phải tạo được niềm tin cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Cho đến nay thì Bảo hiểm Việt Nam đã tiến hành công tác thanh tra kiểm tra như thế nào? Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Hà Nội rà soát lại toàn bộ những cái quy trình giám định ở tại Bệnh viện Hoài Đức nói riêng trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời là chúng tôi cũng đã có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trên cả nước là thực hiện đúng đủ cái quy trình giám định ban hành kèm theo quyết định 466 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong đó cũng đã chỉ rất rõ những cái nghiệp vụ phải làm, và kể cả những nghiệp vụ mà vừa rồi có vướng ở Hoài Đức như là việc đối chiếu cái chỉ định xét nghiệm, cái kết quả xét nghiệm với cái sổ sách ghi chép theo cái quy chế bệnh viện mà Bộ Y tế đã ban hành. Tất cả các địa phương sẽ phải báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tháng 8, đặc biệt Hà Nội thì phải báo cáo kết quả đó vào ngày 15 tháng 8 này. Dư luận lo ngại rằng những chiêu rút ruột bảo hiểm y tế cũng có thể xảy ra ở các cơ sở y tế khác. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Đây là một trong những vấn đề mà lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như là những người làm công tác giám định rất trăn trở. Có thể nói rằng là đổi mới cái phương pháp xác định sao cho đảm bảo hai mục tiêu là đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, quyền lợi cho người bệnh theo đúng cái quy định của luật bảo hiểm y tế, đồng thời nâng cao được cái hiệu quả chất lượng sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên tinh thần là tiết kiệm và tính đúng chi đủ cho người bệnh. Vì thế cho nên là ngay từ năm 2011 thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng đề án để thay đổi cái phương pháp giám định theo hướng là giám định theo tỷ lệ, và chính phủ đã chấp nhận để Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thí điểm trên 10 tỉnh. Thời gian vừa rồi chúng tôi đã tổng kết cái việc thực hiện thí điểm ở 10 tỉnh trong một năm, và chúng tôi đang hoàn thiện cái đề án đó để trình chính phủ triển khai trên diện rộng. Nếu mà việc thay đổi phương pháp giám định theo tỷ lệ mà được chính phủ chấp nhận thì đây sẽ là một trong các giải pháp hữu hiệu để có thể ngăn ngừa một cách có hiệu quả cái tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Theo ông thì Bảo hiểm Việt Nam sẽ có những cái biện pháp như thế nào để ngăn chặn những cái vụ việc tương tự? Trước hết là chúng tôi yêu cầu là toàn bộ hệ thống giám định phải tăng cường cái công tác giám định và thống kê để báo cáo định kỳ về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Một việc mà trước kia chúng tôi đã từng làm là cái cơ cấu chi phí trên tổng chi phí mà khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chúng tôi đặc biệt lưu ý đến những cái chi phí cho cái việc xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là những cái dịch vụ kỹ thuật mà được cung cấp từ nguồn máy xã hội hóa. Và trên cơ sở những cái thống kê về cơ cấu chi phí đó thì sẽ có một bộ phận kiểm soát chi phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thông tin lên từng tỉnh một là những cái cơ cấu nào nó bất hợp lý để yêu cầu là kiểm tra một cách kỹ lưỡng hơn để thông báo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam cái tình hình là có hợp lý hay không hợp lý, đồng thời là sẽ có ngay những giải pháp để chấn chỉnh. Xin cảm ơn ông ạ.